Chủ tịch nước đánh trống tại đền Hùng phát động Tết trồng cây. Sáng nay 6 tháng 2, tại khuôn viên khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Phú Thọ và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Phú Thọ. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1954 tại chính mảnh đất này, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, và nêu rõ, giữ nước không chỉ là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, mà hiểu rộng ra còn là bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp của đất nước, giữ gìn môi trường trong lành, sinh thái. Chủ tịch nước nêu rõ, nhân loại đang đứng trước những thách thức to lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở, hạn, mặn gây hậu quả nặng nề đến tính mạng, tài sản. Điều này đã làm cho việc trồng rừng, bảo vệ rừng ngày càng có vai trò quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang ý nghĩa chiến lược đối với cuộc sống của người dân và sự phát triển bền vững đất nước. Chính vì vậy, từ nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều chương trình trồng rừng, phục hồi rừng và trồng cây phân tán, thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trống cho ngành công nghiệp chế biến gỗ. Riêng năm 2020-2021 đã xuất khẩu gần 30 tỷ USD sản phẩm từ gỗ. Chủ tịch nước cũng nhắc lại năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 45 yêu cầu tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường bảo vệ phát triển rừng để thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây vì một Việt Nam xanh. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án số 524 với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi năm 2021, cả nước trồng được 210 triệu cây, đạt 15% kế hoạch, đồng thời biểu dương một số địa phương đã trồng cây đạt kết quả tốt, như Nghệ An 7,3 triệu cây, Thanh Hóa 5,3 triệu cây, Lâm Đồng 4 triệu cây, tỉnh Phú Thọ đã trồng được 1,5 triệu cây. Nêu một số mô hình, cách làm hay trong trồng cây xanh trên cả nước, Chủ tịch nước biểu dương các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh và đề nghị có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình. Theo kế hoạch đề ra, từ năm 2022 đến 2025, cả nước trồng bình quân 204,5 triệu cây trên năm, trong đó, cây xanh phân tán 142,5 triệu cây, tăng 1,8 lần so với năm 2020. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải rất quyết tâm mới có thể đạt được. Chủ tịch nước lưu ý, thông thường các chính sách đề ra năm đầu làm tốt, nhưng sẽ lơ là hơn nếu chúng ta không tạo thành một phong trào sâu rộng, không đôn đốc, kiểm tra giám sát. Nhất là hiện chất lượng rừng tự nhiên hiện tại vẫn còn thấp, nhiều khu vực rừng phòng hộ vẫn chưa phát huy đầy đủ chức năng, tỷ lệ cây xanh trên người dân đô thị và nhiều khu vực nông thôn vẫn còn thấp so với mức tiêu chuẩn quốc gia và thấp hơn nhiều nước trên thế giới, kể cả với nước diện tích nhỏ như Singapore. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với việc trồng cây, trồng rừng là rất quan trọng. Đặt vấn đề như vậy, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu toàn thể đồng bào, đồng chí, các đơn vị quân đội, công an, các cơ quan, các chùa, nhà thờ, thánh thất, các anh, các chị, các cháu thanh niên, thiếu nhi cả nước hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân. Yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị số 13CT/TVK ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và pháp luật về lâm nghiệp. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình Vì một Việt Nam xanh, nhất là cơ quan truyền thông đại chúng, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, kể cả phát động phong trào thi đua để mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây, để xanh đường, xanh nhà, trồng rừng, bảo vệ chú ý đến trồng rừng phòng hộ các khu vực đầu nguồn, biên giới, ven biển, hải đảo, quan tâm, chăm sóc, giữ gìn để cây phát triển tốt. Nhắc lại lời dặn Bác Hồ phải bảo vệ rừng như bảo vệ nhà mình, Chủ tịch nước cho biết người dân nhiều địa phương khá lên từ rừng. Do đó, cần khuyến khích các hình thức, cách làm sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, như đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ trong tạo giống cây, trồng rừng, gắn việc trồng rừng, bảo vệ rừng với phát triển dịch vụ môi trường rừng và du lịch. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.